hôm 7 tháng 1 vừa qua, hơn 20 diễn viên tham dự các phim truyền hình nổi bật của VFC vừa tụ họp tại bối cảnh ngoài trời ở Hà Nội để ghi hình cho chương trình gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022 sẽ phát sóng dịp Tết này. Các diễn viên chủ chốt của phim Hương vị tình thân gồm Thu Quỳnh, Hoàng Anh Vũ, Quách Thu Phương, Tú Oanh, Võ Hoài Nam, Phương Oanh, Mạnh Trường có màn kết hợp hài hước. Đây là lần đầu Phương Oanh, Mạnh Trường tái hợp sau màn ảnh kể từ khi phim kết thúc phát sóng cuối tháng 10 năm 2021. Gần đây Phương Oanh không có mặt trong lễ trao giải VTV Award 2021 vì lịch cá nhân, dù Hương vị tình thân nhận giải phim truyền hình ấn tượng. Phương Oanh rạng rỡ bên Tú Oanh và Quách Thu Phương, hai bà mẹ màn ảnh trong Hương vị tình thân. Ekip phim Hướng Dương Ngược Nắng cũng hùng hậu không kém với sự tham gia của Lương Thu Trang, Việt Anh, Hồng Đăng, Quỳnh Cun và nghệ sĩ nhân dân Thu Hà. Tuy nhiên Hồng Diễm, người đảm nhiệm vai chính trong phim vừa giành giải diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Award 2021 vắng mặt. Dàn diễn viên của phim Anh có phải đàn ông không sắp lên sóng tại buổi ghi hình gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022 với MC Thụy Vân. Đình Tú cùng bốn nữ diễn viên chính trong phim Thương Ngày Nắng Về. Bốn mẹ con bà Nga trên màn ảnh gồm nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, Huyền Ly Di, Lan Phương và Ngọc Huyền. Hiện tại, những hình ảnh hậu trường của bữa tiệc lớn này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của đông đảo khán giả. Người hâm mộ cũng đón chờ một chương trình thực sự bùng nổ và ấn tượng sẽ sớm ra mắt. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.